chỉ 3 tuần sau khi được nhận diện, biến thể Omicron gây COVID-19 đã lan ra gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng có thể chủng này đã có mặt ở đa số nước, lây lan nhanh và không nên xem thường. Omicron đang lan ra với tốc độ chưa từng thấy ở những biến thể trước. Chắc chắn là một điều chúng ta đã học được đến lúc này là đừng xem thường virus này. Dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ về biến thể mới nhất này, các chuyên gia y tế tin rằng nó sẽ sớm thay thế Delta, trở thành chủng trội. Cho dù Omicron có gây bệnh nhẹ hơn thì chỉ cần số ca bệnh tăng mạnh là một lần nữa các hệ thống y tế thiếu chuẩn bị sẽ quá tải. Tôi phải nhấn mạnh rằng chỉ dựa vào vaccine sẽ không giúp thoát khỏi khủng hoảng này. Theo nhận định của Giám đốc Kỹ thuật của WHO Maria Van Kerkhove, tình hình còn nghiêm trọng hơn nữa khi thế giới đang đối mặt với sóng thần COVID-19 vì mối nguy đến từ cả biến thể Delta lẫn Omicron. Bà cũng tin rằng vaccine không đủ sức kiểm soát sự lây lan của hai biến thể có khả năng lây nhiễm cao, đặc biệt là biến thể Omicron được dự báo sẽ có thể thoát khỏi hệ miễn dịch ở một mức độ nào đó. Thừa nhận WHO hiện có rất ít thông tin về biến thể Omicron, bà Van Kerkhove khẳng định phải tiếp tục thận trọng để vượt qua dịch COVID-19 trong năm 2022. Chúng ta cần giảm sự lây nhiễm xuống mức độ thấp, tránh các ca bệnh nặng bằng vaccine và đạt được những biện pháp điều trị ban đầu. 2022 phải là năm làm được điều đó. Theo WHO, biến thể Omicron đang gây ra nguy cơ rất cao toàn cầu và có thể gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều vùng trên thế giới. Tại Anh, tình hình được Thủ tướng Boris Johnson mô tả là sóng triều COVID-19 đang ập tới. Số ca nhiễm mới mỗi ngày đạt mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2021. Kể cả nếu biến thể Omicron ít gây bệnh nặng như biến thể Delta, tỷ lệ tử vong mỗi ngày ở Anh vẫn có thể tăng gấp đôi. Một mô hình dự báo cho thấy trong vòng 6 tháng tới, số ca tử vong vì COVID-19 ở Anh có thể lên đến hơn 40.000 ca. Hiện có nhiều lo ngại rằng, bất chấp việc Anh tăng cường tiêm mũi 3 vaccine COVID-19, biến thể Omicron vẫn có thể tàn phá trước khi hệ miễn dịch được cải thiện. Ngoài Anh, khả năng đương đầu với làn sóng COVID-19 mới của châu Âu cũng gây lo ngại. Biến thể Delta hoành hành, nhiều khu vực ở châu Âu đã phải phong tỏa. Lệnh phong tỏa này có thể được mở rộng để ngăn chặn biến thể Omicron gây sức ép lên các hệ thống y tế. Tại Nam Phi và các nước khác ở miền Nam Châu Phi, nơi biến thể Omicron lần đầu tiên được xác định, số ca nhiễm được ghi nhận tăng mạnh trong tuần qua, nhưng số ca phải nhập viện hay tử vong vẫn rất thấp. Theo một số chuyên gia, điều này không có nghĩa là chủng mới có độc lực yếu hơn Delta, mà có khả năng là do đã có số lượng lớn người Nam Phi nhiễm COVID-19 trong 3 đợt dịch trước đó. Hôm 14 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Mỹ cho biết Omicron chiếm 13% số ca nhiễm tại New Jersey, New York, Puerto Rico và quần đảo Virgin trong cuối tuần trước. Trên toàn quốc, biến thể Omicron chiếm khoảng 3% số ca COVID-19 ở Mỹ, tăng 0,4% so với dữ liệu tuần trước đó. Đã có hơn 20 bang ở Mỹ ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron. Trong số các ca nhiễm biến thể Omicron, 58% có độ tuổi từ 18 đến 39, 79% trong số đó đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 ít nhất 14 ngày trước khi phát hiện triệu chứng hoặc nhận kết quả dương tính. Các triệu chứng phổ biến nhất cho đến nay là ho, mệt mỏi, nghẹt mũi và chảy nước mũi. Hồi tuần trước, Giám đốc CDC Mỹ Rochelle Walensky khẳng định Mỹ không đối mặt với tình trạng nguy cấp như Anh trước biến thể Omicron. Tuy nhiên, tiến sĩ Michael Osterholm, Giám đốc Trung tâm Chính sách và Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm tại Đại học Minnesota tin rằng biến thể Omicron sẽ sớm chiếm vị trí của biến thể Delta tại Mỹ.